Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con nha. Vừa về một mẫu Karen 2008 anh chị. Anh chị thấy nước sơn đẹp không? Đây là chất sơn rin nha, màu rất là độc, rất là hiếm có luôn. Anh chị nha, màu kem anh chị nha. Đây là form dáng của em Karen nè. Em là đời 2008 thôi, nhập khẩu nguyên con. Chủ nhà cũng đã lên được một cái đồ chơi. Đây anh em, như là cụm đèn bi xenon phía trước là chủ nhà lên nè. Anh chị lên full led xi nhan nè, đầy đủ tính năng. Và trên mặt ca lăng chúng ta sẽ có cái cản. Anh chị nè. Cái cản như cản dơi anh chị thấy đẹp không? Đó, lên tạo cho em nó một cái vẻ đẹp ok luôn. 49A066607 nha, 06607, hai đời chủ thôi nha cô chú anh chị. Đây là phong dáng của em Kia Karen. Đó, nước sơn của em nó là màu kem như thế này nè anh em. Ốp body hết toàn bộ anh chị, body mạ chrome từ phần gương và phần nẹp choang của em nó là mạ chrome hết toàn bộ. Đây là dàn bâm nguyên bản của em xe nhập nè, bốn vỏ mới tinh nha, cặp vỏ đầu mới 90% luôn, gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là mục mọt, trang bị là ABS chống bó cứng phanh, được chưa anh em? Chất xe đẹp, có cái màu kem anh chị nhìn cái màu dễ thương không? Nước sơn rin còn, nó dùng sơn rin em này đâu đó còn đâu đó lăn quanh còn được tầm cỡ 50-55% thôi anh em. 49A06607 nha, đồ chơi nói chung lên được gọi là tí đỉnh rồi. Đây anh em, như là phía sau đèn sau rồi, đèn ở dưới đầy đủ tính năng rồi anh em. Đây phần cốp nè, cốp khá là đẹp, được cái xe nhập khẩu anh em. Dòng xe nhập đi xe sướng, em là rin hết, hệ thống keo chỉ là không mất phân nào đâu. Cốp phía sau sạch sẽ nè, 7 chỗ ngồi nha anh em, 7 chỗ ngồi phải là khá là rộng. Dàn chân của em nó là chân rin hết toàn bộ, hai bên kèo cột bên này là không có đâm va lỗi lầm, bon liền còn theo xe hết anh chị. Đi mẫu xe nhập thì ok, động cơ 2.0 lít. Em này đi đâu đó lanh quanh cho anh chị nằm tầm 9 lít. Bản này là bản SX, bản đủ, hệ thống cảm biến dê phía sau chủ nhà cũng đã lên. Anh chị thấy nước sơn đẹp không? Sơn xi là không có điểm chê đâu. Từ phần doang nè anh em nè. Đó, dòng xe nhập từ phần doang là mạc chrome hết toàn bộ. Anh chị nhìn cái xe nó sáng tài không? Từ phần kính là không có một tí gọi là chày xước trên kính đó, trắng gió nha anh em. Và bốn cái tắp bên cửa nè, da không nè anh em, da nguyên bản hết, mới keng, keo chỉ riêng 100%, hệ thống mút lóc cho em an toàn. Hai bên gân guốc bên hông không có đâm va nè. Và đây bản xe nhập anh chị để ý nha, anh chị nhìn cái ghế nè, cái ghế nó khác những cái bản xe hàng Việt Nam không? Đây là màu ghi sáng, còn cái kia là màu ghi tối anh chị nha. Cái bản Việt Nam là màu ghi tối, đây là màu ghi sáng nè anh chị đó. Bản nhập phải có như thế này, trang bị mà phía sau là màn hình gối, không biết có xài được không, mấy cái này chắc ngầu hư lắm. Dàn trần nguyên bản hết, phía sau chúng ta sẽ có dàn lạnh phía sau nữa anh em ạ. Keo chỉ trong nách là rin nguyên bản, không mất phân keo nào anh chị nha. Phục máy bao êm luôn, máy rin số rin nha anh em. Bên đây là chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè, đó kết hợp với gương chỉnh điện nè. Và đây là hệ thống lốc kính lốc cửa, đầy đủ các tính năng nè anh em. Nhìn vô bộ dàn ghế nỉ nè, anh em thấy ghế nỉ đẹp không? Ghế nỉ hầu như là chủ nhà rất là ít chạy xe này. Em nó chạy chuẩn 160.000 nha cô chú anh chị. Đây là phần ghế nỉ nó còn mới như thế này, tươm tất lắm, ốc tán 7 màu hết. Đây anh chị, thông số của em nó nè, chìa khóa rin theo xe. Và cái thứ tư, bà con nhìn vô lăng nè, vô lăng có một chỗ nào chảy xước không ạ? Vô lăng là mới nguyên nha, đi chuẩn đồng hồ 160.000, 460 km. Hệ thống báo cửa, cảm biến dê, tắp lô, tắp bi sạch sẽ nè, trang bị một cái màn hình cùi bắp. Đây anh chị, đồ mốt theo xe rin hết, máy lạnh AC mở phát lạnh ngắt. Cuộn số là bao chất cho anh em. Bên đây chúng ta sẽ có khay học để đồ, mạc tem ở trong nè, còn nguyên hết, tắp bi, tắp lô, vân gai nè, hàng cọp nha anh em. Mời anh em trải nghiệm tiếp tục vô vần khoang động cơ máy nè. Cục máy đẹp lắm, trang bị cửa sổ trời, dàn trần của em nó là trần mới lắm. Nói chung là đồng sơn nội thất em này đâu đó mới lanh quanh nằm tầm 70-75%. Nói chung có một hai chỗ như là sơn lại, dặm lại như bên đây nè, chạy thời gian á, nó chạy người ta dặm được cái mé bên đây nè. Và cái cửa sau có dặm lại một tí xíu, cản trước có sơn lại. Đó là chừng anh béo luôn. Nắp capo, thân kèo cột của nó vẫn còn chất sơn rin nha anh em. Đồ chơi full đẹp không? Được cái màu sơn. Anh chị nhìn màu sơn đi, màu sơn rất là hiếm có. Riêng mẫu Karen này rất là hiếm có. Dòng xe nhập phải có những màu sơn này. Thường thường bà con thấy bạc nè, trắng nè, đen nè, nâu nè, xám lông chuột nè. Nhưng mà bà con chưa thấy màu kem này đúng không ạ? Đó là màu kem dành cho những cái mẫu xe nhập anh em nha. Và đây là những mí nối của em nó rất là liền anh chị nè. Đó, như đây vẫn còn chất sơn rin, nắp capo vẫn còn chất sơn rin nè.
được cho anh em, kẹn sau có sơn lại. Nói chung sơn rin đâu đó thì nằm tỷ lệ có 55% thôi anh em. Được cái chiếc xe đẹp lắm nha anh em nha. 4 tháng đĩa ABS đầy đủ tính năng rồi. Đăng kiểm hết rồi, chúng anh đăng kiểm mới chưa? Đăng kiểm tháng 7 hay 3. Em đăng kiểm mới cho anh em 1 năm. 208 nhập khẩu. Đây là cục máy. Em đã sử dụng toàn bộ hệ thống 4 van hút nè. Đây là 4 van hút nè. Dưới sau đây chúng ta sẽ có 4 van xẻ nè anh em. Hàng đẹp chuẩn chu. Cục máy, máy móc rin chạy qua thời gian, ngấm nhớt, canh nhẹ là mặt nắp đầu ron cam cò. Đó là báo thẳng. Còn ngoài ra ốc tán phía dưới là chưa mở hết nguyên bản nha. Đèn cao su của em nó chưa mở luôn nè anh em. Nước giải nhiệt chủ nhà thay xanh biếc, hai bên kèo cột, hai dàn giò của em nó rin theo xe hết. Không có đâm va và lỗi lầm. Cái thứ năm, nắp tán capo chưa mở luôn anh em. Đó, đồ chơi lên cool kính rồi. Anh em lấy mẫu này về anh em chạy gia đình thì tuyệt vời luôn. Sạch sẽ nha anh em. Em này số rin nè anh em nè. Anh em thấy số khô ráo không? Số rất là khô ráo nha. Chúng ta có hệ thống boe, cảm biến gió và hộ bạn chỉ dẫn cầu trì theo xe rin hết nha bà con cô bác nha. Ốc tán của dàn giò chưa mở nè. Tán nó có bô chưa mở luôn nè. Hệ thống keo chỉ trên đây nè. Rin 100% nguyên chất. Con bò cười. Được chưa anh em? Nè, nắp capo của Kia đàng hoàng nha anh em. Keo nè. Keo rin hết. Chừng anh trả xe cho anh em không bao giờ anh trả sai đâu, cho nên anh chị yên tâm. Phải cam kết 100% là như thế. Không có chuyện trả sai ở đây. Xe không có dấu hiệu là đổ hơi đâu. Máy xăng thì ít bao giờ có chuyện đổ hơi lắm anh em. Nè anh em, xe không có một tí đổ hơi nha anh em. Ở mẫu đi về đi gia đình thì quá ok rồi. Sạch sẽ. Chúng ta có hệ thống ABS nè. Và cái thứ tư phần đẩy cách nhiệt ở trong của em nó là không có dấu hiệu là bị rách rưới nha anh chị nha. Và con chị nha. Được chưa? Hệ thống báo nắp capo còn theo xe. Đi đô chứ là hai cụm đèn nguyên bản của tôi, của hãng luôn. 2.0 số sàn đi 9 lít. 9 lít cho anh em nha. Máy móc gầm bề khô ráo sạch sẽ lắm. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu gia đình này thì lấy mẫu này về chạy. Máy móc bên trên anh bao chạy bảo hành máy. Máy móc cho anh em 3 tháng qua cái gầm. Anh chị là cái số rin đúng không ạ? Cho anh nó đúng không? Nè. Anh chị có số của em nó phải số rin đúng không ạ? Đó là con coi nè. Số là khô ráo không có dấu hiệu là nhớt nhẹo ở dưới gầm nha. Anh em chạy nhìn tiếp tục phần gầm cùng với cho anh nè. Đây là gầm nè. Em mới dẫn động toàn bộ cầu sau nha anh em. Gầm đẹp không? Đó anh em coi gầm có chỗ nó mục mọt không ạ? Gầm là sáng trưng như thế này. Ở gia đình lấy mẫu này về chạy. Riêng đi dàn nhập nó sẽ đẹp. Và chắc chắn nó sẽ êm hơn hàng Việt Nam rồi. Tại vì em này là nhập khẩu nguyên con nha, chứ không phải là hàng rắp rép. Cái bọng dè nè anh chị nhìn, bọng dè của đời 28 anh chị cỡ này rồi. Đó bà con coi có chỗ nào mục không? Đẹp chưa ạ? Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Giá cực kỳ là dễ thương cho đến với tay người sử dụng nha. Đăng ký kênh ủng hộ channel cho bên Trần Anh khép lại channel tại thế này thôi. Em see you and goodbye.